Nói chứ cái công ty của mình nó không giống như một cái công ty mà chỉ có một nhóm người ngồi văn phòng không, mà mình có rất là nhiều ban, nhiều bộ phận. Anh em bán công trình, anh em bán xưởng, anh em bán văn phòng. Mà không nhớ là cũng rất là lâu rồi. Cái tập thể của mình rất là khó thu xếp để có một cái buổi họp mà toàn công ty, chứ đừng nói gì đến một bữa cơm chung như là buổi tối hôm nay. Thì cũng nhân cơ hội lâu lắm rồi anh em mình không có dịp gặp chung, thì anh xin cảm ơn quý tất cả các bộ phận về thiết kế kiến trúc, về nội thiết kế nội thất, kết cấu MI, về marketing media và một số anh em ở văn phòng phân tích thầu. Cảm ơn tất cả các anh giám đốc thi công, các anh Điền, anh Đệ, anh Phát, anh Thế và còn thiếu có một anh nữa là anh Sáu, anh đã không có thu xếp được, anh phải về quê sớm ở bộ phận thi công với rất là nhiều anh em đã bán công trình trong suốt một năm vừa qua. Anh cũng cảm ơn mấy anh em ở xưởng mộc cũng rất là chăm chỉ, cũng đã cố gắng làm trong suốt một năm qua với rất là nhiều đơn hàng đẹp. Và cũng cảm ơn tất cả những anh em đầu phụ đối tác. Buổi tối hôm nay có anh, có các anh như là anh Hải làm đá, anh Trúc làm cơ khí mỹ nghệ, anh Điền làm cửa, anh Nhật làm điện nước, một số anh nữa chắc là chưa có tới kịp. Và xin cảm ơn bên chỗ chú Hiền đã giúp đỡ công ty suốt quá trình một năm vừa rồi, con cảm ơn chú. Mấy anh em đi cùng và anh cũng không có biết nói gì hơn á. Hôm nay là ngày bữa họp đông đủ, anh em đã dành thời gian quý giá nhất của năm để mà anh em mình có một cái bữa cơm bữa tối cuối năm. Thì qua đây thân xin cảm ơn mọi người đã gắn bó suốt một năm với Lui. Vì thời gian nó không có nhiều cho nên không có, anh cũng định mời một số anh em lên chia sẻ cái suy nghĩ về cái được cái mất của năm vừa rồi, nhưng mà chắc là không kịp đâu, thì mình sẽ xen giữa cái thời gian đó. Anh em nào xỉn rồi lên dành micro hát á, thì sẵn mình chia sẻ luôn ha, có gì được không được mình nói luôn cho tập thể mình cùng nhau đi lên vậy thôi. Và thân xin kính chúc toàn thể anh chị em tập thể Lui của mình này cả năm được an lành, an toàn với dịch bệnh, cùng nhau xây dựng gia đình thêm nó an bình, an lành và thịnh vượng hơn trong năm 2021. Và xin chúc cho anh chị em có một bữa ăn ngon miệng nha. Rồi ai có ý kiến gì thì cứ nói sau nha. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có, tôi biết rất là nhiều anh rất là muốn hát nhưng mà đang ngại. Tính đó mấy anh chưa có xỉn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.